chạy này. 1, 2, 3, tiếp. Này các anh, tao đói quá, ăn sáng chưa? Hôm qua tận 12 giờ tao mới ngủ mà sáng nay 6 giờ đã phải dậy rồi mà tao vẫn chưa ăn gì hết. Đói quá. Đi ăn. Các anh, tí ra ngoài chơi bọn tao không? Nắng quá, chắc tao không đi đâu. Mà mặt này mày làm sao đấy? Xanh mét luôn, chưa ăn sáng à? Tao thì có bị sao đâu, mắt mày có vấn đề thì có. Ủa? Nốt rồi à? Bộ mày giàu nha. Giàu á? Chưa thấy. Già mới giàu chứ bây giờ chưa giàu, bây giờ nghèo bỏ mẹ ra. Già giàu thì nào ăn được gì nữa. Già giàu không đi quẩy nữa. Đi dưỡng lão. Lúc đấy là phải, bây giờ lúc đấy là mình phải nghỉ dưỡng, bạn hiểu không? Choáng lắm, cái nặng ta nhiều. Chắc nghi cao. Em ơi em, có cái vẻ đau bảo không em? Em trái với em. Chạy này. 1, 2, 3, tiếp. Tao đói quá, ăn sáng chưa? Hôm qua tận 12 giờ tao mới ngủ mà sáng nay 6 giờ đã phải dậy rồi mà tao vẫn chưa ăn gì hết. Đói quá. Đi ăn. Các anh, tí ra ngoài chơi bọn tao không? Nắng quá, chắc tao không đi đâu. Mà mặt này mày làm sao đấy? Xanh mét luôn, chưa ăn sáng à? Tao thì có bị sao đâu, mắt mày có vấn đề thì có. Ủa? Em nốt rồi à? Bộ mày giàu nha. Giàu á? Chưa thấy. Già mới giàu chứ bây giờ chưa giàu, bây giờ nghèo bỏ mẹ ra. Già giàu thì nào ăn được gì nữa. Già giàu không đi quẩy nữa. Đi dưỡng lão. Lúc đấy là phải, bây giờ lúc đấy là mình phải nghỉ dưỡng, bạn hiểu không? Choáng lắm, cái nặng ta nhiều. Chắc nghi cao. Em ơi em, có cái vẻ đau bảo không em? Em trái với em.